Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Dạ Ma. Dùng văn tuệ, biết cõi ấy có trụ xứ tên là Tích Phụ. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này? Dùng văn tuệ, biết người tốt luôn sợ nghiệp quả. Tâm ngay thật, chánh kiến không tà vậy. Thực hành chánh nghiệp, xa lánh bạn ác, luôn niệm Phật, Pháp, Tăng. Sợ từng nghiệp nhỏ, không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm. Khi đi đường gặp người nữ ca múa, không tham đắm, không nghĩ nhớ, suy xét kỹ, không có tâm ác. Không tham lạc, thấy người có tội, tâm không phân biệt, không tà dâm. Sau khi chết, được sinh lên trụ xứ Tích Phụ của cõi trời Dạ Ma thuộc đường lành. Ở đây, vị ấy luôn thọ hưởng diệu lạc, thân thể sáng rực, hưởng cảnh giới năm dục. Cõi đó có núi tên Tụ Tích, cây bằng bảy báu, chim chóc vui nhộn, đủ loại xinh đẹp. Ca hót rất hay, ai thấy cũng thích. Cõi ấy có đủ mọi màu sắc, hình dáng đẹp. Có ao sen sông suối, có nhiều loại cây ức niệm. Cành cây che rợp thành nhà, đủ loại hoa trái. Núi ấy rộng 300 do tuần, các thiên nữ, thiên chúng vây quanh. Khắp nơi cõi ấy đều xinh đẹp. Trong núi ấy, phân thành những nơi khác nhau cho thiên chúng ở. Giữa bảy góc có bảy gian nhà, cây cối xen tạp. Nơi nào cũng có bảy báu. Bảy báu làm thành một gian. Ngọc báu xanh ở mỗi gian sáng rực cả 6 vạn do tuần, làm cho cả hư không đều có màu xanh. Khi thiên tử muốn lên núi thì lấy ngọc báu trang sức thân, đi trên gian nhà ngọc báu xanh của núi ấy rồi bay lên hư không. Lúc ấy, ngọc báu trang sức trên thân mất ánh sáng, nó cùng một màu xanh với ngọn núi. Màu xanh, ánh sáng xanh rất đẹp. Gian thứ nhất của núi Tụ Tích bằng báu xanh như vậy. Gian thứ hai lại bằng pha lê. Nếu thiên chúng đi trên gian này thì ánh sáng ngọc báu trên thân biến mất. Chỉ có màu pha lê như núi, ánh sáng cũng vậy. Giống như đi vào ao nước, gian thứ ba của núi này toàn bằng bạc. Ánh sáng màu sắc soi đến 500 do tuần, ai thấy cũng thích. Chư thiên đi trên đây thì toàn thân sắc trắng. Đó là do sức mạnh ánh sáng của gian này. Gian thứ tư của núi này toàn bằng vàng diêm phù na đề. Ánh sáng màu sắc như mặt trời. Ánh sáng phóng ra tròn khắp cả ngàn do tuần. Chư thiên đi trên đây thì toàn thân sắc đỏ. Gian thứ năm của núi này toàn bằng báu bát đầu ma. Khắp nơi đều nhuộm màu đỏ, ánh sáng chiếu đến ngàn do tuần. Chư thiên do đây thì toàn thân sắc đỏ. Nếu trang sức báu đỏ thì màu đỏ đó biến mất, toàn thân đỏ rực. Đó là do sức mạnh ánh sáng của gian này. Gian thứ sáu toàn bằng kim cương, ánh sáng chiếu khắp 5.000 do tuần. Từ góc gian nhà ấy phóng ra sắc như cầu vồng. Chư thiên đi trên đây thì toàn thân đều có màu sắc như gian nhà này. Đó là do sức mạnh của ánh sáng. Gian thứ bảy toàn bằng bảy báu, ánh sáng chiếu đến 100.000 do tuần. Chư thiên đi trên đây thì màu sắc của y phục, đồ trang sức đều rực lên. Núi Tụ Tích này có mọi công đức thù thắng như vậy. Ánh sáng ngọc báu của núi Chúa Tu Di không bằng được một phần trong 100.000 phần nơi ánh sáng ngọc báu của núi này. Vì sao núi ấy có công đức thù thắng như vậy? Vì nghiệp thiện. Ánh sáng núi ấy cũng thù thắng như vậy. Cõi Dạ Ma do nhân là tịnh giới của nghiệp thiện tối thượng nên núi đẹp. Núi này có lưới báu giăng khắp bên trên, trong suốt, ai thấy cũng được lợi ích. Núi này có thành lớn tên Như Ý Niệm, được trang trí bằng chân châu anh lạc. Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, có nhiều loại chim tên tạp anh lạc đậu trên lưới. Khi chư thiên sống phóng dật,
chim ấy hót kệ để khuyên họ. Do các nghiệp làm nhân, được thọ thân cõi trời, lại không biết chánh pháp, sâu sinh tâm hối hận. Vườn rừng này đáng yêu, làng càng lại xinh đẹp, thân sống ở nơi này là quả báo nghiệp lành. Người nào tạo nghiệp gì, nghiệp ác hay nghiệp thiện, khi nghiệp nhân đã thành, quả báo cũng như vậy. Chư thiên đã thấy được hoan lạc thượng trung hạ. Người nào tạo nghiệp gì sẽ được quả như vậy. Người sống bằng ngu si, chạy đuổi theo si dại, bị ngu si mê hoặc, không thấy nỗi sợ lớn. Kẻ ngu si phóng dật, không làm lợi cho mình, tham đắm mọi dục lạc, mong cầu được quả vui. Chư thiên bị si che, không tạo các nghiệp thiện. Thiên tham nhiều quả ái, không chịu giữ giới cấm. Ví như bỏ ngọn đèn, lại muốn giữ ánh sáng. Thiên tử ấy cũng vậy, bỏ nhân lại cầu quả. Nếu tạo nhân cầu quả, sẽ được hưởng diệu lạc. Không nhân sao có quả, không đèn đâu ánh sáng. Bỏ giới không sinh thiên, lìa trí không giải thoát. Người đã được giải thoát thì không mong cầu gì. Người trừ bỏ ái dục bằng tuệ biết vô ngã, những nghiệp được dục lạc tất cả đều nhơ trượt. Hoàn lạc của diệt tận không có một bận cấu, không được lạc diệt tận nhất định là nhơ uế. Trải qua trăm ngàn kiếp không biết chán cảnh giới, vì tham lạc cảnh giới không bao giờ biết đủ. Luôn gần gũi dục vọng, càng lúc càng tăng trưởng. Dục vọng như chất độc, sâu chịu nhiều đau khổ. Dục phá hoại tất cả, luôn làm nhân thoái đọa. Ai không bỏ được dục, thật là kẻ biến nhát. Ai biết được phước tội, là người có trí tuệ. Người không biết phước tội, chính là kẻ ngu si. Ai biết tưởng công đức thì biết rõ về tội, biết rõ tội và phước, luôn luôn hưởng hoan lạc. Cảnh giới tội và phước, người lành biết dục này, chư thiên sao bỏ trí, thọ hưởng cảnh giới lạc. Ở trong lưới chân châu, chim ấy hót kệ, tạo lợi ích cho chư thiên. Quanh núi ấy lại có vòng ánh sáng, các vật xoay tròn giống như cầu vòng ở cõi Diêm Phù Đề. Thấy tướng này, nếu thiên tử nào vui mừng thì trên thân cũng có vòng sáng ấy. Thấy những gian nhà như vậy, chư thiên vui mừng, trang sức vật báu vui chơi, thọ lạc ở đó. Nhờ tu tập nghiệp thiện thù thắng nên thọ lạc như vậy. Trong cung điện của núi ấy có bốn khu rừng như lầu của núi Tu Di. Đó là bốn khu rừng Đoan Chánh, Trang Nghiêm, Phong Lâm, Cam Lồ Đoan Nghiêm, Chủng Tạp. Lại có sông suối, ao sen, khe núi, chim chóc vui nhộn, hoa cây nở rộ, lầu gác, cung điện thẳng hàng. Lại có núi tên Nhất Thiết Bố Thí rất đẹp. Đến núi này rồi mới đến khu rừng kia, giống như cõi vân du hành. Thiên tử, thiên nữ hưởng diệu lạc nơi công đức của năm dục. Khu rừng ấy xinh đẹp nhất, toàn bằng báu Diêm Phù Đề, lá cây bằng lưu ly, hoa bằng sa cừ, xích liên hoa. Khu rừng thứ hai toàn bằng bạc, lá màu vàng rồng, hương hoa thơm dịu, xông cả trăm do tuần. Chư thiên ngửi được càng vui vẻ hơn. Khu rừng thứ ba toàn bằng lưu ly, lá bằng bạc, hoa đủ màu và mùi thơm. Khu rừng thứ tư toàn bằng tạp bảo đủ màu sắc. Trong rừng có sông suối, ao sen, chim chóc, nhộn nhịp. Đủ trăm ngàn công đức như cõi trời tam thập tam thứ hai của Đế Thích. Cõi này có đủ ánh sáng, oai lực công đức. Trong núi có vô số người, nhiều nghiệp thiện, được trăm ngàn thiên chúng vây quanh. Thọ hưởng diệu lạc, cảnh giới đầy đủ công đức. Thiên tử cõi này có thần thông, ánh sáng, thế lực thù diệu là do nghiệp thiện hóa sinh, đủ cảnh giới nơi công đức của năm dục, sáu căn luôn thọ nhận lạc. Trong cõi Dạ Ma, vị này hơn hết, đó là do nghiệp thiện. Trong núi có chim,
tên nhất thiết thời thường hoan hỷ. Nhờ khẩu nghiệp hợp với ý muốn, chim ấy hót kệ, không tâm niệm trí tuệ, cũng chẳng có mong cầu, chỉ nghiệp mới được lạc, lạc do nghiệp có được. Thù thắng trong thù thắng, đáng yêu giữa đáng yêu, quả báo lành giữ giới do con người làm ra. Cửa cảnh giới lay động như tháp giữa dòng sông, ai điều phục được tâm, vị ấy sống an lạc. Tự tạo nghiệp phước đức, chính mình gắng tu tập, hưởng vui hay chịu khổ đều tự mình lãnh lấy. Những kẻ tạo nghiệp ấy thân mình như kẻ thù, thân lành như bạn tốt, tự mình làm như vậy. Như dòng nước chảy xiết, thân thay đổi cũng thế, vì vậy phải tạo phước, giữ giới không nhơ uế. Tâm thích việc bất thiện, luôn tham cảnh giới lạc, như làm việc vô ích trong những chỗ tối tăm. Cảnh giới lạc thay đổi, luôn chạy theo dục vọng, ai có tâm phi pháp, chịu đủ các khổ não. Khổ chính là nghiệp ma, pháp lạc cũng có khắp. Những tướng khổ lạc này, người trí đều biết rõ. Những ai mong được lạc, hãy tùy thuận pháp hành. Kẻ nào muốn chuốc khổ, tâm làm việc phi pháp. Không nhân không được lạc, các khổ não cũng thế. Nhân khổ, vui sai khác, hãy biết tự lợi mình. Do phân biệt sai khác, nên có vô số loại. Do tất cả nghiệp quả mà có sự sinh tử. Nếu không tham pháp lạc, bỏ phí cả một đời, pháp đưa đến cõi trời, thực hành pháp được vui. Chánh pháp cứu giúp được, chính là khéo biết đủ. Không chánh pháp không thiện, chắc chắn đọa địa ngục. Người trí thà bỏ thân, chứ không sống phi pháp. Ai trừ bỏ chánh pháp, lưu chuyển trong sinh tử. Bỏ đôi mắt chánh pháp là do si che tâm, thích giả dối vô ích như mắc bệnh thấy vui. Mầm pháp với ruộng tâm, không tâm pháp chẳng sinh, giữ giới bằng ngu độn, luôn làm việc phi pháp. Nương theo đạo phi pháp, làm những việc chẳng lành, trôi mãi trong sinh tử, bị tâm làm mỏi mệt. Tâm này trong từng niệm, thay đổi mãi không ngừng, thể của tâm nhạy bén, như thành càng thác bà. Ai kềm chế tâm ý, giữ giới bằng trí tuệ, sức mạnh không buộc được, lưu chuyển vô số kể. Cảnh giới dục lạc nhiều, đều do ái sai khiến, nên mê hoặc chư thiên, luôn sống trong phóng dật. Không biết bị thoái đọa, chết sẽ không còn gì, tất cả đều vô thường, cuối cùng nào có vui. Diệu lạc của cõi trời, chư thiên ngu không biết, ngu si sống phóng dật, tham dục lạc như thế. Chư thiên vì ngu si, trôi lăn trong sinh tử, trước sau lại. Trước không sau lại có, đã có rồi lại không. Chư thiên phải thoái đọa, pháp thế gian là vậy, chỉ có người trí tuệ, không tham lạc thế gian. Chim ấy đi trong núi, hót kệ hợp với chánh pháp. Chư thiên nào đã từng tạo nghiệp lành, khi nghe lời này thì thâu giữ tâm ý. Còn chư thiên chỉ tạo nghiệp lành trong một hai đời, thì dù nghe lời này vẫn không biết được một câu. Vì vậy, hãy siêng năng làm lợi ích, tu tập trí sáng. Ngoài pháp này không ai cứu được, không có thuốc nào bằng trí này ngăn chặn hết mọi đường ác. Chính là nhân của diệu lạc. Người trí thích chánh pháp, suy xét thật đúng rồi tu tập tâm ý. Người tu trí sẽ có đủ công đức, hòa hợp tương ưng. Cứ như vậy, dần đạt niết bàn. Nghe tiếng chim, chư thiên tạm rời phóng dật trong thời gian ngắn. Thiên tử lại vui chơi, thọ lạc theo công đức của năm dục trong núi rừng báu sáng này. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, theo nghiệp lưu chuyển, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được sinh trong cõi người thì suốt đời luôn hưởng an lạc, có quyền lực, không lệ thuộc người khác, giàu có, luôn thích trí tuệ, xinh đẹp, mọi người thích nhìn và kính trọng.
sinh trong nước giàu có, đông đúc. Dù ở kinh thành hay ở chỗ dân dã, vẫn luôn được bà con, anh em cung cấp nuôi dưỡng, hoặc được làm vua, quan, tâm ngay thật, thực hành chánh pháp, không tà kiến là nhờ dư báo. Nghe tiếng chim hót như trong giấc mộng, với những thứ xinh đẹp, lời kệ này lại lợi ích cả hai. Thiên tử mới sinh phát trí tuệ, nhờ trí tuệ, thiên tử nhớ được mình từ đâu đến đây, nhờ giữ ba giới lành. Sau đó, thiên tử nói kệ: nhờ trì giới sinh thiên, không bỏ được người nữ, người dũng xa người nữ, đến được thành niết bàn, không thể dùng lửa dao, cưa để đốt chặt xẻ, cắt được dây người nữ, không phương cách nào khác. Xưa ta từng xa lánh, xin tu nên đến đây, vì xa lánh được lạc, cõi già ma thù thắng. Ngoài những dục lạc ấy, còn có lạc lớn hơn, phải đạt nơi bất thoái, nhất định được niết bàn. Nghe tiếng chim, thấy hình chim, thiên tử mới sinh vui mừng, quan sát cõi trời, thấy núi tích vụ, có vô số trăm ngàn cây cối, ánh sáng bao quanh. Sông suối xinh đẹp, nghe tiếng chim hót, thấy chim báu, ao sen xinh đẹp, từng bầy ong rộn rã bay ra. Những thứ đó trước kia, vị ấy chưa từng thấy, không gì sánh bằng. Quan sát là biết được, thiên tử vui mừng rời khỏi gốc cây. Lại quan sát thân mình, ánh sáng oai đức thù thắng mà sinh tâm kiêu ngạo. Lại sinh tâm kiêu ngạo thứ hai, nghĩ rằng không ai bằng ta, ta muốn gì đều được. Từ tâm kiêu mạn thứ hai, lại sinh năm tâm kiêu mạn khác. Năm căn tham đắm năm cảnh giới, do sinh bảy tâm kiêu mạn mà phá hết những việc từ trước, không còn hiện nữa, không nhớ gì cả. Vì tâm động, vì phóng dật nên bị lưới cảnh giới trói buộc, lập tức leo lên núi tích phụ thọ lạc. Núi ấy có ba cõi, thượng, trung, hạ. Trong cõi hạ có năm khu rừng: 1. Hương phiêu, 2. Diệm thắng, 3. Quang minh, 4. Thường lạc, 5. Cao tụ. Mọi vật trong rừng hương phiêu đều thơm phức, hương ấy xông khắp 5.000 do tuần. Mọi màu sắc trong rừng diệm thắng đều sáng rực hơn cả 100.000 mặt trời. Chư thiên xinh đẹp đi trong rừng quang minh đầy đủ về công đức của năm dục. Rừng thường lạc có nhiều sông suối đủ 100.000 hương vị sắc. Rừng cao tụ có một núi cao bằng 7 máu sáng rực. Đã nói xong vườn rừng ở cõi hạ. Cõi trung có 100.000 đồng trống, vô số bảy báu, ao sen, chim đẹp, âm thanh, xúc vị, sắc hương thanh tịnh không nhơ. Cõi thượng có đỉnh núi, có thành rộng 100 do tuần, chư thiên ở trong đó. Thành ấy tên là Bảo Lâm, có những dòng sông sinh ra thức ăn uống, cây cối xum xuê, hoa trái, ao sen xinh đẹp. Có vô số 100.000 thiên nữ xinh đẹp vui chơi. Thiền vương Mau Tu Lâu Đà đến thành này thọ hưởng diệu lạc, theo công đức của năm dục, đầy đủ sắc thanh hương, vị, lửa ái hừng hực. Thiên tử ấy vui chơi thọ lạc trên núi tích phụ. Thọ hưởng dục lạc theo cảnh giới khác nhau. Vì tâm tham cầu cảnh giới dục lạc nên thiên tử mới sinh một mình đến núi ấy. Có một thiên tử trú ở chốn cũ thấy vậy, vui mừng đến trước thiên tử mới sinh, giới thiệu với chư thiên trú ở chốn cũ khác: đây là thiên tử mới sinh. Chư thiên trú ở chốn cũ hỏi: vì sao ông biết mới thọ sinh? Vị ấy đáp: thiên tử mới thọ sinh này có năm tướng. 1. Ánh sáng che thân, thân không có y phục, tâm nghĩ: đừng để chư thiên khác thấy ta lõa thể. Ngay lúc đó, chư thiên thấy vị ấy có y phục, nhưng kỳ thật là không có y phục. 2. Nhìn thấy vườn rừng, vị ấy ngạc nhiên, vì chưa từng được thấy, bây giờ thấy nên nhìn ngắm khắp nơi. 3. Thấy thiên nữ xấu nên nghi ngờ, chưa dám nhìn chính diện. 4.
thấy thiên tử khác tuy gần gũi, tâm vẫn sinh nghi ngờ, ý chí không định. 5. Muốn bay lên hư không, nhưng lo sợ, bay không cao, không mau, đi không xa, chỉ đi gần, như vào thành ấp và những nơi phụ cận. Chúng ta hãy đến chỗ thiên tử mới sinh. Bấy giờ, các thiên tử đến chỗ thiên tử mới sinh nói, Đại tiên, ông nên biết. Chúng tôi thấy ông mới thọ sinh, nên đến đây. Nhờ nghiệp thiện, tu học các giới không hủy phạm, không thiếu sót, không rơi rớt, lì cấu, thanh tịnh nên được sinh ở đây. Dù chư thiên nói vậy, nhưng vì phóng dật, họ lại leo lên núi, bay lên hư không, vui mừng thọ lạc. Thấy việc ấy, thiên tử mới sinh tự nghĩ, ta hãy một mình lên núi. Lập tức vị ấy lên núi. Thấy thiên chúng, thiên nữ trang sức xinh đẹp, trỗi nhạc ca múa. Thiên nữ thấy thiên tử mới sinh thì vui mừng đến trước thiên tử. Họ ngạc nhiên quan sát kỹ, lại nghĩ. Chúng ta nên cung phụng, hầu hạ, nên làm vợ thiên tử này. Họ lại đến bên thiên tử. Vì chưa từng thấy nên họ thán phục thưa. Chúng tôi rất thích nhìn, chúng tôi đến với thiên tử. Hôm nay nhờ nghiệp thiện của mình nên cùng chúng tôi thọ lạc. Có các vườn rừng, núi non, khe suối. Lại có những chỗ khác bằng bãi báu sáng rực, cây cối xum xuê. Mọi nơi đều có phòng ốc. Trong những phòng ốc vang ra tiếng nhạc, mặt đất có màu dung kim. Chúng ta ở đó hưởng lạc. Lại có sông suối, ao sen xinh đẹp. Trong hư không có trăm ngàn phòng ốc đáng yêu. Chúng tôi cùng thiên tử ở đó thọ lạc. Nhờ nghiệp thiện, thiên tử mới sinh nói, ta sẽ cùng các ngươi thọ lạc. Cõi này có tất cả dục lạc để thọ hưởng không chán. Khi ấy, các thiên nữ lại đến rừng tạp điện. Ở đó có những âm nhạc nghe rất vui tai. Nhờ thành tựu nghiệp thiện nên hưởng quả báo của nghiệp. Rừng này có những nơi thắng cảnh, đủ sắc, hương, vị, xúc. Mặt đất mềm mịn, y phục trơn nhẵn, không dệt bằng sợi tơ. Có các loài chim hót rất hay. Thiên tử cùng thiên nữ xinh đẹp thọ hưởng diệu lạc theo cảnh giới của năm dục. Rừng ấy có vô số công đức. Thấy vậy, thiên tử, thiên nữ ngạc nhiên đi khắp mọi nơi. Rừng ấy toàn bằng các vật báu sa cừ, ngọc xanh. Lại thấy có nơi toàn màu xanh, chim chóc rừng đôi, trống mái, sắc thân bằng bảy báu, bay nhảy hưởng lạc ở đó. Hót tiếng rất hay. Lại thấy trong ao nước có nhiều chim uyên ương, thiên nga, vịt trời, đủ màu sắc hót hay. Lại thấy thiên tử và thiên nữ vui chơi trong rừng ấy, sáu thời luôn có hoa nở, cây cối đua nhau nở hoa một lúc. Có lúc phóng ánh sáng, có lúc phóng ánh sáng, có lúc không phóng ánh sáng, ví như nhắm mở mắt. Thấy vậy thiên tử, thiên nữ đều vui vẻ. Lại thấy có nơi khác đủ màu sắc nên tâm động. Vì tâm động nên tham dục. Nhìn lên hư không, thấy trăm ngàn thiên nữ trang sức xinh đẹp ở khắp nơi, ví như màu sắc vẽ trên vách, tơ, lụa. Họ vui chơi ca múa ở khắp nơi. Thấy vậy thiên tử động tâm, phân biệt mọi thứ. Sau đó lại thấy ao sen đủ các loại hoa, hình dáng, màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng khác nhau, có nhiều chim. Quan sát xong, thiên tử vui mừng, thấy mọi nơi, dù trong nước hay trên hư không, đều có chim và thiên chúng giải đầy như bụi trần, chẳng có nơi nào trống. Nhờ sức của nghiệp thiện, thiên tử nói kệ. Dù thấy cả biển lớn, vẫn không thể thỏa mãn, lưỡi tham vị cũng thế, không bao giờ biết đủ. Mũi tham ngửi hương thơm, cũng chẳng biết nhàm chán. Thân xúc chạm đủ thứ lớp, nào biết đủ bao giờ. Tai thích nghe tiếng hay, vẫn không hề biết đủ. Ý nghĩ nhớ các pháp, chẳng biết đủ bao giờ. Chuyển động trong sáu cảnh, xa ánh sáng tri túc. Khát ái nên đi mãi, cảnh dục rộng mênh mông. Chư thiên không biết đủ,
như thêm củi vào lửa, nếu không biết nhàm chán, bản thân không dừng yên. Sáu ngọn lửa độc ác, bị gió niệm thổi động, luôn thiêu đốt thế gian, kẻ si không hề biết. Chư thiên có phóng dật, không tu tập chánh pháp, vì phóng dật phá giới, vào cảnh giới thọ lạc. Nhớ được nghiệp mình, nói kệ xong, nhân thiên tử lại tham đắm cảnh giới. Hàm thích xúc, hương, vị, sắc đầy đủ công đức, luôn tăng trưởng. Vì vậy, cùng các thiên nữ vui chơi khắp nơi, hưởng diệu lạc theo công đức của năm dục, rồi cùng thiên nữ vui chơi ở vườn khác. Trong núi có vô số trăm ngàn chim bảy báu, hót tiếng rất hay. Ở đó, thiên tử lại cùng thiên chúng, thiên nữ thọ hưởng dục lạc, cùng thăm hỏi nhau, đồng lòng vui chơi thọ lạc. Những thiên tử yếu kém thì có vạn thiên nữ vây quanh, luôn hưởng lạc không biết chán. Thiên nữ vui chơi, hưởng lạc, cung phụng các thiên tử bằng dục vọng và luôn tham ái dục lạc. Vì sao cõi ấy có nhiều người nữ, ít người nam? Vì cõi này dục nhiễm quá nhiều, ngu si đầy dẫy. Người sinh lên cõi này chỉ trong chốc lát đã thấy vô số thiên nữ. Do thấy vậy, tâm dục tăng trưởng, tham đắm thiên nữ rồi ôm lấy. Vì tham lạc, vì tâm nắm bắt nên thọ thân người nữ. Vì vậy cõi ấy có nhiều người nữ, ít người nam. Có thiên tử thì được một vạn thiên nữ, có thiên tử được hai vạn thiên nữ, ba, bốn, năm, sáu vạn thiên nữ. Cứ vậy, có thiên tử được trăm ngàn vạn thiên nữ, hoặc có vị được nhiều hơn nữa. Các thiên nữ nhiều ít sai khác như vậy, họ hành dục theo pháp của địa thiên như cõi người chẳng khác. Dục vọng ở cõi tứ thiên vương cũng như cõi người, nam nữ phải giao hợp nhau, tiếp xúc nhau nhưng không bất tịnh. Chư thiên cõi trời tam thập tam khi hành dục thì ôm nhau, nhưng hai căn không tiếp xúc nhau. Chư thiên cõi dạ ma chỉ cần cười nói nhau là thành dục, chư thiên cõi đau xúc thì nhìn nhau là thành dục. Chư thiên cõi hóa lạc thì nghe tiếng nói, ngửi hương thơm là thành dục. Dù cách xa nhưng chỉ nghe tiếng, ngửi hương là đủ dục vọng. Chư thiên cõi tha hóa cũng giống cõi hóa lạc. Thiên tử nào được các thiên nữ yêu thương, kính trọng là vì tâm không mệt mỏi, không bệnh hoạn, thân thể không có vi trùng, nhơ uế, hòa hợp tương ưng với chư thiên bằng sức tăng thượng, luôn khỏe mạnh, ánh sáng rực rỡ. Vì vậy, mỗi thiên tử được vô số trăm ngàn thiên nữ thương yêu, luôn hành dục. Thiên tử thì không thương yêu riêng một thiên nữ nào, mà thương yêu hết các thiên nữ, tha hồ đi lại, vì dục vọng nên cùng nhau hưởng lạc, không gây hại nhau, một lòng yêu mến nhau. Lại có thiên tử khác cùng thiên nữ tùy ý hành dục, phân biệt đủ loại như chư thiên khác. Ở cõi tích phụ, vui chơi thọ lạc theo công đức của năm dục một thời gian lâu, lại cùng thiên chúng, thiên nữ đến rừng Nghiêm Phong để vui chơi thọ lạc. Thấy thiên tử khác hết nghiệp lành, ở trong thiên chúng sắp bị thoái đọa, lúc ấy có những tướng hiện ra như bệnh. Nếu vị ấy ở trước hoa sen thì hoa không nở, đó là tướng thứ nhất. Nếu vị ấy đến ao sen, rừng cây thì loài ong bỏ đi, đó là tướng thứ hai. Khi thiên tử vui chơi cùng thiên nữ nghe tiếng hò ca thì chán ghét, đó là tướng thứ ba. Khi thiên tử đến rừng cây thì hoa bị héo, đó là tướng thứ tư. Thiên tử chỉ vui chơi trên cung điện mà không thể bay lên hư không, đó là tướng thứ năm. Chư thiên cõi dạ ma sắp bị thoái đọa thì có những tướng ấy. Chư thiên cõi trời tam thập tam thứ hai khi bị thoái đọa thì có những tướng trạng như ruồi nhặn bám vào thân, thân xuất mồ hôi. Chư thiên cõi dạ ma khi nghiệp thiện hết, có những tướng này hiện ra thì biết sắp thoái đọa, có 12 tướng chết hiện ra. 1.
thiên tử ấy muốn phóng ánh sáng thì ánh sáng không hiện ra mà lại đi vào thân như mặt trời lặn. 2. Thiên tử thấy hoa trái mà không tham. 3. Hoa trên đầu thiên tử bị rơi. 4. Thiên tử soi vào nước, thấy mình chẳng giống chư thiên, lại thấy cõi mà mình sắp thọ sinh, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cõi người. Thấy mình ở đây bị thoái đọa, sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 5. Nhìn thấy vậy, thiên tử lo sợ, dựng cả lông tóc. 6. Thiên tử thấy cõi mình ở rất xấu. 7. Thiên tử ngồi ở trong những cõi bằng lưu ly, vàng, bạc, pha lê, báu xanh, lại bị lay động không yên. 8. Thiên tử bị gió thổi, càng lúc càng mạnh, như bị roi đánh. 9. Thiên tử mặc y phục như kim cang. Thấy vậy, thiên tử buồn bã, không còn ham thích sắc, thanh, hương, vị, xúc đáng yêu nữa. Đến lúc này, thiên tử đã gần lửa vô thường. 10. Thiên tử soi trên vách lưu ly, vách đá hay trong gương, thấy mình không có đầu. 11. Thiên tử thấy đầu mình ở trên đất. Thấy như vậy là sắp chết. Các thiên nữ thấy thế, chán ghét, lánh xa. Thiên tử sầu khổ vì chia ly, khổ thọ sinh không bằng 1/16 khổ này. 12. Tâm ý tán loạn, bất định như vòng lửa, không chú ý đến một cõi nào, tâm luôn dao động, sầu khổ vì phải thoái đọa. Mạng căn sắp mất như đèn hết dầu, ánh sáng yếu ớt. Đến lúc này, thiên tử ấy biết mình sắp thoái đọa. Các thiên nữ thường theo hầu hạ, thấy vậy cũng xa lánh. Như cây bị cháy, chim chóc bỏ đi, không thèm nhìn quan sát những công đức trước kia. Các tiên nữ thấy thiên tử sắp thoái đọa cũng thế. Họ tránh xa, theo hầu thiên tử khác. Thấy thiên nữ bỏ đi, thiên nữ ấy an lòng nhẫn nại, nói kệ. Tất cả đều do nghiệp, hưởng quả báo tương xứng. Thiên nữ biết sắp chết, tránh xa không gần gũi. Vì nghiệp thiện đã hết, bỏ sau mọi hoang lạc. Thiên nữ thấy thiên đọa, sẽ đi đến vị khác. Dục lạc ấy vô thường, tâm tánh cũng như vậy. Người nữ tham dục, ác, không tin nhau, cũng ác. Bốn loạn khổ lớn này luôn luôn dằn vặt ta, vì vậy hãy tránh xa như bỏ độc tránh lửa. Do nghiệp được diệu lạc, do nghiệp nên chịu khổ, chính vì nghiệp hủy hoại, vì nghiệp nên xuất hiện. Chư thiên hưởng diệu lạc và công đức năm dục, sau nghiệp thiện chấm dứt, thoái đọa mất uy lực. Tất cả sự sinh tử đều là do nghiệp huyễn. Đạo giải thoát Phật dạy chính là bốn chân đế. Chính vì tâm nhiễu động nên không thấy lỗi lầm, bị ngu si thu phục nên gần gũi người nữ. Mặt trời không làm tối, lửa cũng không làm lạnh. Người nữ chẳng yêu thương, thường ít luôn thay đổi. Việc này vẫn như đất, như gió động không ngừng. Người nữ không biết ân nên có lỗi như vậy. Người nam dù nhiều năm cung phụng cho người nữ, suy yếu sẽ bị bỏ, như chim bỏ ao khô. Bay lên không rơi xuống, đá nặng chẳng bay được, núi cũng không đi được, nữ là bạn không tốt. Luôn luôn là chướng ngại, phá bỏ những chánh pháp, bên trong không lợi ích, tạo ra tất cả lỗi. Kim cang có thể mềm, mặt trời có thể lạnh, người nữ luôn dối gạt, bản tánh là như vậy. Không lời yêu thương nào hay tài vật cung phụng mà thô phộc người nữ, tâm như gần lửa dữ, được vui thì đi theo, gặp khổ sẽ xa lánh, không nghĩ đến ơn huệ, tâm luôn tạo tội lỗi. Hưởng vô lượng dục lạc ở trong các vườn rừng, đến khi bị suy khổ, người nữ chê lánh xa. Thấy thiên nữ xa lánh mình, thiên tử suy nghĩ, tất cả pháp thế gian đều như vậy, nên nói kệ trên. Người nữ tánh cứng cỏi, thấy thiên tử sắp thoái đọa, liền lánh xa, gần gũi thiên tử khác. Ví như mùa đông, hoa sen héo, loài ong thấy vậy,
bay đến nơi khác. Bỏ thiên tử ấy, thiên nữ đến chỗ thiên tử khác, trỗi năm âm nhạc, vui chơi ca múa, hưởng thọ trong vườn rừng, ao suối. Nghe tiếng chim hót dưới rừng cây xinh đẹp, quên thiên tử trước kia cùng thọ lạc với thiên tử khác, giống như cách trăm ngàn đời. Thấy thiên tử trước thoái đọa, trong nháy mắt đã quên công đức của thiên tử ấy. Người nữ là vậy, quên hết ân huệ. Tánh của người nữ không luyến ái, chỉ tham tài vật nên gần gũi, hoặc chỉ thỏa mãn sự cần thiết của mình mà gần gũi người nam. Bản tánh không dừng yên một nơi nào. Từ quá khứ, vị lai, hiện tại không ai hiểu được tánh của người nữ. Vì tâm luôn thay đổi như vòng lửa, như thành càng tháp bà, như sóng nắng, không thể nào nắm bắt. Tánh của người nữ là vậy, bỏ thiên tử thoái đọa để đi đến thiên tử khác. Nhờ bản nghiệp huân tập, thiên tử sắp thoái đọa ấy nói kệ. Chư thiên tâm dao động, phóng dật ham dục lạc, không lo sợ thoái đọa, nhất định bỏ cõi trời. Chư thiên ở cõi nào đều phải bị thoái đọa, như ban ngày đã hết thì ban đêm xuất hiện. Ban ngày như mạng sống, đêm như sự thoái đọa, đã biết hai thứ ấy, hãy nghĩ sự vô sinh. Thiên tử ấy nghĩ đến đời trước của mình là ví dụ theo thời gian cõi người, không lấy thời gian cõi trời để ví dụ. Vì sao? Vì cõi trời không có ngày đêm, do ánh sáng của chư thiên nên luôn luôn là ngày. Quan sát như vậy một thời gian, thiên tử ấy trở lại tướng chư thiên, không còn thoái đọa, hưởng được quả báo của nghiệp thiện. Thiên tử lại vui chơi thọ lạc, nghe năm âm nhạc trong vườn rừng, khe suối, ao sen, núi non cùng các thiên chúng. Thiên nữ thọ nhận hoan lạc, hưởng quả báo vui theo nghiệp của mình, đến khi nghiệp thiện hết, bị thoái đọa, đến đi theo con đường trước, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hoặc được sinh vào cõi người, ở nơi an ổn, tùy thuận chánh pháp, thông minh tài trí, được mọi người yêu mến, hoặc được làm vua, quan. Nếu làm vua thì không sợ nước khác gây chiến, luôn an lạc là nhờ dư báo. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。